Dọn nốt nhá bác nhá, dây quang, dây loa, rồi là tất cả một số loại đây, dây AV này, nốt đót các thứ đây. Em lên một loạt luôn, em báo giá nhanh cho bác nhá. Tổng hợp dọn kho cho nó nhanh. Em báo giá luôn cho nhanh nhá. Cho các bác đây. Với cái đống ở trong này. Đống ở trong này thì tất cả đây là dây 12 này. Đều là túi dây 12 hết. Dây 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nó phải tầm khoảng 50 bộ dây cả AV và dây 12. Bác nào mà đang dùng bác nào đang bán hàng ấy, đang bán hàng loa đài hoặc loa dàn nhé. Loa dàn dùng cái này về nhé, mua tặng khách. Tất cả bình nhiêu để cho bác 100k, nó tầm khoảng 50 bộ. 50 bộ này, 100k nhé. 100.000 50 bộ dây 12 và dây AV 2 đầu. Rồi nguyên nhân 100k, nó tầm khoảng 5 hơn nào, hơn 50 bộ rồi đấy, nguyên đây. Tiếp tục ở đây. Đây là một túi dây quang. Dây quang này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chỗ này nó phải tầm 50 bộ quang ấy, 50 bộ dây quang ấy. Nha. Chuyển nốt dọn cho bác 50 bộ dây quang này, 100.000. Bác nào lấy chuyển tiền nhá. Nó nhanh. 50 bộ dây quang, 100k. Em ghi hết vào đây cho bác luôn. Ghi hết vào đây cho nhanh này. 100k. Chỗ này dây này cũng 100k nhá. Đống này cũng 100 này. 100k. ZAV12. Không, nó là em dọn kho thôi, nhưng có nhiều bác cần. Cái việc đấy là việc của các bác. Thì cái này là trả nốt rồi cho bác lấy ra. Chưa? AV này còn sót bộ nữa nha, 180 này. 180 này. Dọn nốt cho nó sạch kho. Đây, đôi loa này bát ra. Bao hàng bao hoạt động tốt cho bác nhá. Con này là 100W max, 4 ohm. Đôi loa này để cho bác mức giá 160k một đôi này đi. 160 nhá. 160. 160k một đôi. Dọn nốt cho nó hết đi. Dây ca đát này, dây ca đát này trước là 800 hay 900 này một bộ này, AV này. Ca đát này. Để cho bác 390. Nha, ca đát 390. Con này nữa này, tiếp tục dây Epic Audio Quit này. Nó lâu ngày nó bẩn đấy, mạ đầu mạ vàng hết này. Dây là Audio Quit. Để cho bác mức giá 280.000. 280 nhá, 280. Bộ dây này, bộ này trước nó 3.6, 2.9, có thời điểm 2.9 đấy. Đây, bộ dây này. Bộ dây này các bác nào theo dõi kênh thì biết hết rồi đúng không ạ? Theo dõi kênh để biết hết rồi. Bộ dây loa này. Đấy. Để cho bác 1.1 nốt nhá. 1.100.000. Em ghi 1.100 nhá. 1.1 nhá. 1.1 bộ dây này. 2.5 m. Đạt ma. Đây. Đạt ma để cho bác 160. Đạt ma gỗ thơm lắm nhá. 160. Cái mic này 50. Cái mic bãi này nó ok nhá. Con này chất hay lắm đấy, 180. Nha. Con này đừng có đùa, đỉnh của nó đấy. Mic bãi này. Còn con dây này thì bác nhìn thấy đúng không? Con Apex. Con Apex này trước là 460, 490, xong đợt vừa rồi em giảm cho bác cái lô hàng mà 280, 380 ấy. Còn một con này nữa để cho bác mức giá 230 nhé. Apex, con này thì bác biết rồi gì. Trước nó từ 4500, 600 thôi. Vừa giảm hôm trước dọn kho cho bác là đồng giá 280 tặng cho bác 50, còn 230. Hết rồi, phải có đâu. Con AV này nữa, hai đầu chống nhiễu. AV hai đầu chống nhiễu dây dù, hai đầu chống nhiễu này. Con AV đấy với lại con dây 12 này giống nhau này. Con dây 12 này trước 180 luôn. Con này bây giờ để cho bác 120 nhé. Con dây này 12 này để cho bác 130. Một đầu cắm điện thoại, một đầu cắm vào âm ly. Thế cho nó nhanh. Còn ở đây, cái sạc này em Tuấn có quay giới thiệu cho bác rồi, hôm trước về được mấy chục con hết rồi. Hôm nay về được ít nhé bác nhé. Sạc này là vào 1 ra 2 này, vào 1 ra 3. Một đầu ra 3 đấy.
một ba bác nhá. Con này 13 em Tuấn có test sạc nhanh cho bác rồi đấy. Có clip test sạc nhanh cho bác nào cần clip test sạc nhanh em gửi clip test con này cho đỡ phải đấy. Này. Nhá, ra ba nhá. Đầu tai C, đầu USB, đầu Glo. Con này để cho bác một bộ này bác nhá. Bộ này để cho bác mức giá là 1 ra 3 nhá. Để cho bác mức giá 60k một bộ này. 60k một bộ. Được chưa? 60k bộ này nhá. 60k. 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 Đấy. Tiếp tục bác nhá. Một bộ tai C. Đây cáp tai C. Bộ cáp tai C này trong này gồm có 3 sợi cáp tai C, một bộ một cái là một 20V, một cái 1m, một cái 2m. Bộ tai C để cho bác mức giá 60k. 60k một bộ tai C. Còn cái này là cáp micro USB cũng là một dây 1m, 2m mà, 2m. Micro USB loại này để cho bác mức giá 90.000 một đôi, hai cái này luôn. Cái này dùng cho ô tô và gia đình rất nhiều, trong này 3 sợi luôn ạ. 90k. Trên 2 bộ. 2 bộ. 90k trên 2 bộ nhá. Rồi nó nhanh. Bộ chia quang 1 ra 3. Bộ chia quang này 1 ra 3 bác nhìn thấy chưa? Bộ chia quang 1 ra 3 trước 3 400.000 được chưa? Để cho bác 120 quang 1 ra 3. Đây dây quang này, dây quang xịn của Philips này. Để cho bác 90k. Dây quang Philips nhé. Được chưa? Dây quang Philips 90k. Để đi nốt cho anh đây. Thế còn gì đây? Con mic bãi này nhé. Con mic này đến từ Nhật này. Mic bãi của Nhật. Con mic bãi này để cho bác nốt 280 này. 280 nhé. 280 bác nốt. Còn con này nữa. Con này để cho bác 290. 290k nhé. Phải nốt cho nó nhanh. Đây. Di lạc. Di lạc nhé. Để cho bác 320.000 cho lọc đi. 320. 320 nhé. Có đúng một cụ thôi. Đôi kỳ lân này. Một đôi kỳ lân luôn nhé. Đây cả đôi luôn nhé. Cả đôi kỳ lân luôn. Để cho bác cả đôi kỳ lân này. Được chưa? Đôi kỳ lân này 380. 380 nhá. Cả đôi kỳ lân, cả hai con. Ở đây là bộ định vị theo dõi các con, các cháu đi học này. Định vị theo dõi các con, các cháu đi học hoặc các bác để thả vào xe, xe máy, ô tô để theo dõi khi mình chuyển đâu. Bộ định vị này thì các bác chỉ cần lắp pin vào và quét app theo iPhone là nó theo dõi luôn. Trên iPhone nó có phần tìm thiết bị đấy, app vào nó là xong luôn ạ. Bác nào cần em gửi video hướng dẫn cho. Ở bộ định vị này gồm có bộ định vị và một cái bọc. Đây là cái bọc. Đây này, đây là cái khóa này để nó bọc cái thiết bị định vị để các bác treo vào đâu treo đấy. Đi theo một bộ này để cho bác nhé. Đấy, cả bộ này để cho bác, bộ định vị này 180.000 một bộ. 180k nhé. 180k bộ. Tiếp xem cái gì nữa. Con này loa chạy pin. Loa chạy pin này, loa gầm này. Đấy, loa chạy pin. Này lắp pin này, để cho bác 50k này. 50k nhé, loa chạy pin. Con này là con giá đỡ điện thoại, còn hot cho đi nốt. Giá đỡ điện thoại nhé, con trên ô tô. Con này cảm biến này, cảm ứng ấy. Khi bác đưa điện thoại gần vào thì nó sẽ tự mở để kẹp điện thoại lại đấy. Dọn nốt cho nó sạch kho nhé. 80k. Con này lúc chạy lúc không thì như nó chập chờn cái dây này. Chập chờn đây này, để cho bác 50k. Con máy xay tóc điện 220, 50k. 16 rồi. Con quạt này. Con này con quạt chắc là đi làm lao động hay sao ấy. Con này hàng của Nhật. Hàng Nhật còn nguyên hộp. Để cho bác
120.000 nhé. 120. Tiếp tục con này nhá. Con này là chân nến này. Chân nến là bằng đồng nhá. Để cho bác 100.000. Chân nến này 100k. Lọ hoa này bằng đồng này. Dọn nốt cho bác để 120. Đồng ấy. Này, của Nhật này. 120. Khay nến này. Con này chắc phải gần cân đồng, hơn cân đồng mất. Con này 280 nhá. 280. Tiếp con cóc này. Để cho bác 290 cũ cóc. 290 cũ cóc nhá. Cua này để cho 390. 390 cua nhá. Hạc bằng nhôm đúc 600. Ui trời, để cho 480 đi. Dọn nốt nhanh. ZLV này. Con ZLV này xem nào. ZLV này trước toàn 400 mấy. Để cho bác bộ ZLV này nha. 120.000 nhé. 120. Bác nhá. 120 bộ này, bộ này. Tiếp tục này. Bộ AV của Nhật. Ba đầu. Đây này. Bộ AV của Nhật ba đầu nó tầm 1,5 m. Ba đầu luôn nhé. Để cho bác 100k. Rồi hết nha các bác nhá. Bác nào nhu cầu nhắn tin vào số điện thoại 0911 169961.